Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con tham khảo nha. Hiện tại đó, thì ở các nơi đều có giá là của mít nhất, mít nhì. Tuy nhiên thì bà con cũng lưu ý là đa phần thương lái vào vườn là tìm cắt mít kem thôi. Tại vì cái này là do nhu cầu từ phía bên đối tác bên Trung Quốc yêu cầu trực tiếp về các vựa bên này. Cho nên vựa nào mà có đối tác yêu cầu mít nhất, mít nhì thì thương lái của vựa đó mới đi cắt mít nhất, mít nhì nha bà con. Còn không, đa phần bây giờ là yêu cầu cắt mít kem hết. Đó, thì nói để bà con đỡ thắc mắc là vì sao anh em thương lái chỉ có đi mua mít kem thôi. Tại vì mít kem thì dù gì giá nó cũng thấp hơn các loại mít nhất, mít nhì. Đó, thì bà con lưu ý ha. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay, giá có sự biến động nhẹ theo chiều hướng tăng nhẹ đối với lại mít kem. Cụ thể tại Tiền Giang mít nhất 38, mít nhì 28, kem lớn 33, kem nhỏ 23, kem rất lớn 30, kem rất nhỏ 19, mít chợ là 7.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 37, mít nhì 27, kem lớn 32, kem nhỏ 22, kem rất lớn 29, kem rất nhỏ 18, mít chợ từ 6 đến 7.000 đồng. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang mít nhất 36, mít nhì 26, kem lớn 31, kem nhỏ 21, rất lớn 26.